ở là Phương đang bắn pháo hoa rầm rầm mà tôi ngồi trong nhà ngồi lại chim thế này. Chết 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 chết. Hình như là chuẩn bị đón mừng tân điến đấy. Quát cái pháo hoa là con bắn bắn sao bóng. Làm gì được bắn ông mua pháo của Bộ Quốc phòng ấy. Cái này là ông phải quen thằng nào ở trong ngành ấy nó bán ấy, hoặc là nó lấy về cho người nhà dùng ấy để máy nó có còn ở đào đâu ra quả buộc phong chủ yếu dành nó dành cho những ngày lễ lớn mà bao nhiêu là lượng pháo hoa thuốc nổ nó làm bắn pháo hoa cho cần được bắn con miền đó rồi. Cái đấy là ông về mua hàng cho chuẩn có giấy chứng nhận đàng hoàng không mà ông đúng một cái đó, mà nó đến nó hột ông đi luôn đấy. Công nhân chơi thì vui thật nhưng mà đến khi đi mẹ chấn lãnh phạt. Thì tôi nói với ông là phải mua cái loại nào có giấy phép ấy, giấy phép đi kèm ấy. Bộ Quốc phòng. What the fuck, bộ quân đội. Lùm yeah. Ôi ông mẹ. Năm nào rồi mẹ đây đã cho đi ông phải dùng ấy chứ. Mẹ đã không đã không chơi thôi, chơi lần này chạy chạy nhà cho thiên hạ trầm trồ ông hiểu không? Bắn pháo hoa là chạy cả nhà mà tung tè khắp nơi lên bảo lên phương mà chúc mừng năm mới gửi tè tè cái gì. Bắn pháo hoa xong mà cả làng cả xã biết, cả phương biết, cả nước biết đấy. Bắn pháo hoa thì nó bắn mẹ. Ôi thôi mẹ đừng nói này mẹ lên lại ông khảo mãi mãi phương nó lên lên hột mía nó lên mệt. Tôi sau đây thiết kế một cái pháo hoa chỉ cần ông ngọc ý chỗ nào tôi bắn cái tóe cái màn hình của ông đó, cái màn hình ông kiểu pháo hoa nó bắn tưng bừng luôn đấy, hợp lý không? Giống như kiểu chúc mừng năm mới, giống như kiểu chúc mừng năm mới cái tôi ngồi bên này bắn pháo hoa cái đó tôi bấm bơ bluetooth cái ông nhận nhân cái đó mày pháo hoa cái màn ông nổ tung tóe luôn. Ôi, nằm nào chậm. Thì đúng rồi, chỉ thành phố mới được bắn thôi, thành phố với tỉnh. Nó thành phố bắn nó được. Kể cả Phương ông cũng đâu có cảm thấy là Phương Phương ông nó vào chó không kiểu gì đó, cậu anh Phương nói cho đi trước Tết năm nào chỗ tôi cậu anh Phương cho lườn lườn những cái cảnh. Chị
Ủa có sẽ ở tất nhiên thì nó vẫn cho bạn thôi, nhưng mà đèn đèn cho ông là mẹ nhiều khi đèn đấy là ông vẫn chính thôi. Rồi tốt nhất là cứ kiểm hàng chính chủ được nhận được cấp phép đấy, rồi chúng ta ăn mừng năm mới trong an bình. Là sẽ bật bài Happy Birthday của Phan Đình Tùng lên. Đó chứ cái Tết 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 năm nào cũng chào mừng năm mới bằng cách vào quán karaoke và hát bài Happy Birthday của Phan Đình Tùng. Campuchia. Tôi thì năm mới sắp đến mà Tết sắp đến đây thì ông Đăng mừng tuổi luôn đi ông Đăng. Mừng tuổi tôi luôn đi chứ, chờ đợi gì nữa. Tính như chờ đợi là hạnh phúc đấy à. Tại sau khi nâng cái diện thể tích bình được lên thì chúng ta đã chứa được nhiều nước hơn. Em ơi, chúng ta đã có nhiều nước hơn, sau khi tăng diện tích vẫn có thể vào sửa được, nhưng mà với điều kiện là nước ít. Đề nghị ông Yên sắm cho mình một cái mic giảm ấm ở các đối phương bên cạnh đi. Chứ 10 lần tôi ra nẻ là tôi toàn mang đồ của tôi đi không đấy. Mang tay, mang mùi cái tai nghe đi thôi. Mẹ tai nghe gọi lọc ấm các thứ đi chứ. Tháo ra một cái cắm vào trong cái dân nét cái mẹ anh em trầm trồ ấy. Ôi đại giá là đấy, đại giá chứ.